Ôi dạ, thưa em, thật sự là em kính chúc tất cả các quý anh chị cho buổi tối ngày hôm nay. Nói riêng là lớp thứ 6 của em và Trương Tường, và cũng nói chung với các tiến tố đến anh buổi bữa đêm của chị Thân Vân. Thì trước khi thì các bạn em cũng có phải lời là em một lần nữa em cảm ơn rất tất cả các quý anh chị. Và em đặc biệt là em cảm ơn những mạnh thường quân là em đem mang những món đồ ăn tới để phục vụ cho buổi tối ngày hôm nay. Giống như là chị Thân Thuyền Anh Khoa, như là chị Phấn, chị Kim Quy và tất cả các anh chị khác. Thì nếu mà có gì sơ sót em cũng mong tất cả các quý anh chị bỏ qua những cái tụi em. Và sau đây em sẽ nhường lời lại cho nhân vật chính chị Thủy Cách Bắc. Và một lời em cảm ơn các tất cả các quý anh chị nha. Mời ngày sinh nhật thứ 26 của Thanh Vân. Trăm năm hạnh phúc. Và đúng là một người hôm nay thương vợ nhiều lắm. Một người vợ tuyệt vời. Đợi nuôi con, đợi nuôi anh lớn như thế này. Lo cho anh. Anh chúc hôn nhé. Em chúc hôn. Và cảm ơn, thank you chị Hiền đã cho một nồi curry gà và tường cho một cái bánh, và chị Phấn cho soi rau câu, và chị Nguyên Trà và tất cả bạn bè đây cảm ơn rất nhiều. Dạ, yeah. Nói chung là cái ngày này thì phải sinh nhật, thì cảm ơn Tường rất là nhiều. Tường muốn làm supply cho Văn á, cảm ơn Tường. Tường đặt bánh rồi các bạn giúp được ăn, cảm ơn rất nhiều. Xin mời các chị cùng chung vui với Happy Birthday Thanh Vân. Chúc Thanh Vân lúc nào cũng trẻ đẹp. Xin mời các chị đứng lên cùng chung vui. Happy Birthday to you. Happy Birthday.